Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Và tối hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân tập số 180. Các bạn nghe chuyện này đừng quên ủng hộ Phong bằng cái like, giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Hôm nay thì ở quê ra muộn nên cũng lại đọc muộn. Ok, xin mời các bạn đến với diễn biến tập 180 Đạo Quân. Sau khi ba vị đại thần rời khỏi ngự thư phòng, Thường Kiến Hùng buông tiếng thở dài, đưa mắt nhìn bóng lưng ba người rời đi, lắc đầu nói: "Đại tư đồ hôm nay có chút thất thố." Điền Ngữ ở sau tới khẽ cười nói: "Ít nhiều có chút tâm tư. Dù sao nhi tử cũng chết trong tay của Nghi Hữu Đạo. Đợt trước đi ám sát Nghi Hữu Đạo, Nghi Hữu Đạo có thể một tay khống chế Nam Châu. Một khi để Nam Châu nắm giữ binh quyền, không biết Cao gia sẽ có kết cục gì." Thường Kiến Hùng nói: "Người mà, ai mà chẳng có chút tâm tư. Chỉ cần không để tâm tư làm lỡ việc nước, chỉ cần tâm tư đứng bên quốc sự, không ảnh hưởng toàn cục. Đại tư đồ vẫn là một người trung tâm với nước." Trong mắt cũng rất thường thức Cao Kiến Thành: "Chỉ cần đại thần bên người luôn đoàn kết đứng về phía ông ta, thì ông ta chẳng có gì phải sợ cả." Điền Ngữ không người nói: "Bệ hạ nói đúng lắm." Phía ngoài điện, Cao Kiến Thành đang nhanh chân tiến lên, đồng mạch cố ý thả chậm bước chân. Thường Vĩnh Trung nhìn lão cũng thả chậm bước chân đi theo. Đợi cho Cao Kiến Thành đi xa, đồng mạch ung dung nói: "Đại tư đồ hôm nay hơi thất thường so với ngày thường." Thường Vĩnh Trung cười hì hì, giúp y giữ vị trí. "Thất thường có gì không tốt chứ? Sau này cứ thất thường mãi như vậy là tốt nhất, nên không mặn không nhạt đáp. Cũng có thể lý giải, nhi tử chết trong tay đối phương, khó trách khỏi có chút kích động." Đồng mạch liếc nhìn y, cười lạnh một tiếng: "Thật vậy sao? Ta thấy ông ta có gì đó không bình thường. Ta thấy hình như ông ta muốn làm cho bệ hạ vui lòng. Người đừng nên để ông ta che mặt." Chậm rãi bước đi là để nhắc nhở y. Thường Vĩnh Trung hiểu ý của lão, lo mình cảm ơn hảo ý của Cao Kiến Thành nên đứng về phía Cao Kiến Thành. Lúc này mới hơi hạ thấp người nói: "Đại tư không yên tâm, thường mỗ đấy bệ hạ vi tôn, lấy đại tư không như thiên lôi sai đầu đánh đó, sẽ không bị mê hoặc bởi mấy lời này đâu." Đồng mạch mỉm cười, lúc này mới rời đi với tốc độ bình thường. Quyết định trong cung nhanh chóng truyền đến Mao Lư Sơn Trang. Những chuyện thế này, những thời điểm này ở Nam Châu, dường như là chỉ có Mao Lư Sơn Trang là có thể đưa ra quyết định. Thương Triều Tông không quyết định được, Đại Thiện Sơn không có tài giỏi như vậy, ngồi bên chờ chết, sợ chọc phải phiền toái. Bởi vậy ba phái lớn có chuyện gì nên cơ bản đều trực tiếp trao đổi với Mao Lư Sơn Trang. Long Hưu nhận tin, dĩ nhiên cũng đi tìm Nghi Hữu Đạo đầu tiên. Nghe xong ý của triều đình, Nghi Hữu Đạo khá là bất ngờ. Hắn còn tưởng triều đình sẽ từ chối, sau đó bên hắn sẽ giảm điều kiện. Ai ngờ triều đình lại nhượng bộ, làm hắn đỡ phải lòng vòng. Có điều hắn không thể dứt khoát đồng ý, buông tiếng thở dài nói: "Xem ra triều đình vẫn chưa có thành ý." Long Hưu vốn cho rằng hắn định dùng thủ đoạn gì khác để triều đình đồng ý, ai ngờ cũng chỉ thế thôi. Ông phát hiện mình hơi đánh giá cao cái thằng nhãi này, hơi tốn thời gian ra ở đây. Ngay cả Cung Lâm Sách và Mạnh Tuyên cũng bắt đầu trách ông ta, đại khái là có ý chỉ trích ông. Vấn đề này mà có phải hỏi triều đình sao? Chắc chắn triều đình sẽ không đồng ý, đúng là vẽ vời thêm chuyện. Binh quyền đại tư mã không phải là chuyện đùa. Không phải là triều đình không có thành ý, mà là muốn xem ngươi có thành ý không. Bình định, đại tướng quân bình định là đủ binh quyền rồi. Triều đình nắm tương đối chính xác chừng mực, ngươi còn chưa vừa lòng thì chỉ có thể chứng tỏ ngươi có ý khác. Nói tới đây, Long Hưu lướt mắt nhìn nam tử áo hòa cách đó không xa. Nếu không phải là tinh lực của ba phái lớn cơ bản đều tập trung ở biên quân, không thể lập tức thu về bên này được, thì sao ông ta phải khách khí như vậy? Đã sớm cho Mao Lư Sơn Trang biết mặt rồi.
Trước đó vì chuyện cắt quân lương, thậm chí đã động sát tâm với Nghi Hữu Đạo. Có điều kế hoạch thay đổi, ai ngờ liên thủ chư hầu, ngũ lộ đều là bao cỏ, làm cho ông ta không thể nào ra tay độc ác với Nghi Hữu Đạo, mà còn phải chạy đi cầu xin người ta. Giờ mà giết Nghi Hữu Đạo sẽ làm cho Nam Châu đại loạn, vậy thì càng đừng mong Nam Châu xuất binh bình định. Nghi Hữu Đạo nói: Công chủ, không phải ta muốn cò kè mặc cả, mà là đang bụng ta suy bụng người. Ta chỉ muốn hỏi công chủ một câu, sau khi Nam Châu xuất binh thì có lợi gì cho Nam Châu? Long Hưu nhíu mày nói: Người muốn có lợi gì? Trong lòng hơi nén giận, Nghi Hữu Đạo nói: Công chủ đã làm đến mức này rồi, ta còn không xuất binh, tức là ta không thức thời. Sau này thì cũng không mặt mũi nào mà gặp lại công chủ. Ta chỉ muốn hỏi một lý do an ủi để xuất binh. Sau khi chuyện thành công, ta cũng không cần gì khác từ triều đình, cũng không trông cậy triều đình có thể cho được cái gì. Chỉ nhờ triều đình cho tướng sĩ bên dưới Nam Châu một công đạo, cho Dung Bình quận vương một công đạo, để cho vương gia lấy lại chút đồ đã mất. Long Hưu hiếu kỳ: Thứ gì? Nghi Hữu Đạo nói: Vị trí Ninh Vương, Thần Vương Thế Tập có thể truyền cho tôn tử. Dung Bình quận vương vốn là Thần Vương, sau khi bị giáng chức thành quận vương, khôi phục tước vị Thần Vương, không có gì là quá đáng chứ. Chỉ là cái này sao? Với Long Hưu mà nói chẳng phải là việc gì khó, hư danh ấy mà nên lập tức đồng ý. Được, chuyện này cơ bản bản cung đảm bảo. Chỉ cần Nam Châu xuất binh bình định, sau đó mặc kệ có thể bình định thành công hay là không, bản cung đều cam đoan có thể lấy lại tước vị Thần Vương cho Thương Triều Tông. Lúc này Nghi Hữu Đạo chắp tay nói: Công chủ đảm bảo, dĩ nhiên là Nghi Hữu Đạo tin phục. Mời triều đình hạ chỉ, khi chỉ đến chính là lúc đại quân Nam Châu xuất binh bình định. Thái độ này mới đúng. Long Hưu cười. Nói chuyện xong với bên này, Long Hưu cũng đi chạy về kinh thành để triều đình nhanh chóng hạ chỉ. Việc này không thể kéo dài lâu nữa. Thương Thục Thành đang ngồi với Mông Sơn Minh. Sau khi Mông Sơn Minh tới, luận quan hệ thân cận chỉ có Thương Thục Thanh, cũng chỉ có thể là Thương Thục Thanh bồi tiếp. Nghi Hữu Đạo tiễn Long Hưu đi thì đến, nói kết quả đã định cho Mông Sơn Minh. Mấy chuyện này không cần tị húy Thương Thục Thanh, được mới có thể lấy lại vị trí Thần Vương đã mất cho ca ca mình. Không biết nhớ tới cái gì, phải mất Thương Thục Thanh đỏ ửng. Sắc mặt của Mông Sơn Minh cũng thay đổi. Nói rõ ràng xong, Nghi Hữu Đạo nói tiếp: Chuyện đã định, ta chưa có thể làm được tới đây. Tiếp theo phải nhờ vào vương gia và Mông Soái. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn chắp tay khom người: Lão phu thay mặt đại yến cám ơn đạo gia, thay mặt vương gia cám ơn đạo gia. Mông Sơn Minh nhất định không phụ trọng thác của đạo gia, cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Thương Thục Thành cũng nửa quỳ hành lễ với Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo quát tay ra hiệu không cần đa lễ: Lần này ta sắp xếp cho Mông Soái trở về chờ ý chỉ triều đình. Sau khi Mông Soái về có thể nhắc nhở vương gia, vương phi vốn là nữ anh hùng trên sa trường, cũng nên để cho nàng ấy hít thở chút không khí. Chết trên sa trường dù sao cũng tốt hơn bắt nàng ấy chết ngạt ở trong nhà. Vương gia không thiếu nữ nhân, vì sao không dung được một phượng nhược nam? Bạc tình quá thì không khỏi làm cho lòng người rét lạnh. Năm đó ta lừa tiền của vương phi, giờ còn chưa trả, ân tình còn nợ vương phi, mong vương gia có thể thiện đãi vương phi. Trước kia hắn không nói rõ, lần này rõ ràng đang mở miệng nói dùm phượng nhược nam. Trong mắt Thương Thục Thanh lóe lên ánh lệ, đưa tay áo lên lau. Quản Phương Nghi cũng mím môi. Hai người đều không ngờ lúc này Nghi Hữu Đạo còn có thể nhớ đến cái chuyện này. Hai nữ nhân bị đánh trúng chỗ yếu trong lòng. Mông Sơn Minh chắp tay ôm quyền nói: Đạo gia yên tâm, lão phu trở về sẽ cố gắng khuyên vương gia. Nếu vương gia không đồng ý, lão phu cũng tuyệt đối không từ bỏ. Chỉ cần lão phu còn một ngày, tuyệt đối không để bất kỳ ai tùy tiện làm khó xử vương phi. Nghi Hữu Đạo trông kiếm gần đầu. Đại phong khởi hề, vân phi dương,
Mông soái thuận buồm xuôi gió nhé. Mông Sơn Minh đi rồi, cả Thương Thục Thanh cũng đi luôn. Nhìn theo mấy phi cầm cỡ lớn bay lên không trung, Quản Phương Nghi thở dài. Đạo gia, vị đại ca và tỷ tỷ kết nghĩa này của ngươi mới cho ngươi ăn 5 triệu, ngươi vừa quay đầu đã xuất binh, vậy người ta sẽ bị ngươi làm cho tức chết đấy. Mục đích của 5 châu đã đạt được, nhưng mà những phiền phức sau này sẽ tìm đến ngươi, e là không có bỏ qua cho ngươi đâu. Nghi Húc Đạo cũng đang nhìn theo phi cầm đã đi xa, chậm chậm nói. Có những thời điểm không được lựa chọn. Lúc trước hắn nói như vậy không phải là nhắm vào tiền tài của Hàn Tống, đó chỉ là một nước cờ trong kế hoạch quán mà thôi. Hắn phải đẩy mạnh tốc độ tiến công của quân phản loạn, bức triều đình nhanh chóng cho Nam Châu xuất binh. Bất kể là quân đội hùng hậu của Hàn Tống tập kết hay là Triệu Quốc đang nhìn chằm chằm như hồ đáy, nếu kế hoạch bị kéo dài thì bất cứ lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy trước hết phải nhanh chóng ổn định thế cục. Quan Phương Nghi lặng lặng nói. Vị đại ca và tỷ tỷ kia của ngươi còn đang chờ tin tức của ngươi đó. Một khi bọn họ biết chuyện ngươi xuất binh, sợ là sẽ trực tiếp tìm đến Mao Lư Sơn Trang. Tới lúc đó nơi này không có lực lượng phòng thủ nào cả, vậy phải ứng phó như thế nào? Nghi Húc Đạo cười hờ hững nói. Nếu cái chuyện lông gà vỏ tỏi này cũng được gọi là rắc rối, vậy ta cũng không sống được tới bây giờ. Trở về viết phong thư, xem như là chút nhắc nhở thiện ý của đứa đệ đệ này vậy. Báo cho bọn họ là ba phái lớn đang âm thầm bố trí mai phục ở Mao Lư Sơn Trang, đang đợi cho bọn họ chui đầu vào lưới. Quan Phương Nghi ngẩn ra một lúc, rồi chợt thấy giờ khóc giờ cười. Phong thư này được truyền đi mà toàn Thái Phong và Huệ Thái Bình còn dám tới mới là lạ đấy. Bảo tên đồ đệ Quách Hành Sơn của Ngọc Thương đến một chuyến. Nghi Húc Đạo ném lại một câu rồi xoay người rời đi. Mẫu tử Trang Hồng vẫn đang trong sân viện kia. Trong đình, Hạ Lệnh Bái đang gật gà gật gù đọc thuộc lòng cái gì đó. Gã là một kẻ không để ý đến bên ngoài, một lòng chỉ biết đọc sách thôi. Hằng ngày không phải lo ăn uống, cho dù bên ngoài xảy ra chuyện trời long đất lở thì cũng chẳng hề hay biết, mà cũng chẳng có người nói cho gã biết. Thấy Nghi Húc Đạo tới, gã hơi bất ngờ. Thực sự là vị sư phụ phủi tay mặc kệ đồ đệ này của gã rất ít khi đích thân đến đây. Hắn đến đây một chuyến quả là chuyện cực kỳ hiếm hoi. Hạ Lệnh Bái vội vàng đứng dậy, bước nhanh tới hành lễ, cúi thấp người. Đệ tử bái kiến sư phụ. Thấy động tĩnh bên ngoài, Trang Hồng đi vào. Bà ta xinh đẹp, rực rỡ động lòng người, nhưng mà dường như gương mặt lúc nào cũng thấp thoáng vẻ u oán. Không cần đa lễ. Nghi Húc Đạo ra lệnh cho Hạ Lệnh Bái đứng dậy, mỉm cười hỏi hắn. Học hành thế nào? Hắn nói đến chuyện học thuộc lòng, vẻ mặt Hạ Lệnh Bái lập tức trở nên lúng túng. Học thuộc coi như là tạm được, nhưng mà học thuộc cả một quyển, mà còn phải học thuộc lâu lâu, thực sự là muốn cái mạng già của gã mà. Gã chỉ có thể dùng từ trắc trở để hình dung. Gã ngượng ngùng nói. Đệ tử ngu dốt, còn chưa thể đọc thuộc trôi chảy. Khóe miệng Quản Phương Nghi hiện lên một nụ cười, thầm mắng Nghi Húc Đạo thiếu đạo đức. Nếu trong lòng không thoải mái, không muốn dạy thì đừng có dạy, cần gì phải lừa gạt người ta như vậy. Trước mắt xem như cái thằng ngốc này gặp xui xẻo rồi. Cứ từ từ, đừng vội. Nghi Húc Đạo động viên gã, sau đó chắp tay với Trang Hồng đang đến gần. Trang Hồng có dung mạo động lòng người, dáng vẻ thướt tha, hơi khom người một cách thận trọng và tào nhã. Chào tiên sinh. Đầu lúc gặp Quách Hành Sơn đến đây, Nghi Húc Đạo đi tới chào hỏi, sau đó nói với ba người họ. Mẫu tử phu nhân đã tới đây một thời gian không ngắn, cũng nên về thăm nhà rồi. Trang Hồng cười cay đắng nói. Nhà sao? Nhà ở đâu? Đối với mẫu tử chúng ta, nhà là hy vọng xa vời, dừng chân ở chỗ nào thì chỗ đó chính là nhà. Nghi Húc Đạo nói. Ở Phù Phương Viên Tề Kinh, Ngọc Thương tiên sinh thường xuyên gửi thư thăm hỏi các người, trở về thăm một chút cũng tốt. Bây giờ tình hình đã tới nước này, quan hệ giữa hắn và Hiểu Nguyệt Các rối rắm như vậy, thật ra cứ khống chế mẫu tử bọn họ thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Bởi vì có khống chế hay không thì kết quả cũng như nhau mà thôi. Trang Hồng hỏi vặn nói.
Lẽ nào tiên sinh chê chúng ta quấy rầy nên nóng lòng muốn đuổi mẫu tử chúng ta đi khỏi đây có phải không? Hạ Lệnh Bái nghe vậy thì sửng sốt, ngơ ngác nhìn sư phụ. Nghi Hữu Đạo lắc đầu nói: Phu nhân hiểu lầm ta rồi, ta không ngại nói thẳng ra như vậy. Bây giờ đại yến đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng, phản quân tàn sát bừa bãi, đại quân Nam Châu sắp xuất binh, chiến sự nổ ra. Phía Triệu Quốc vẫn nhìn chằm chằm như hồ đói, còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Trang Hồng nói: Tiên sinh không phải ở Mao Lư Sơn Trang sao? Nghĩa Hữu Đạo nói: Chuyện lớn như vậy, ta không ngồi yên được, cũng phải đi xem sao. Trang Hồng hỏi: Ngài vứt bỏ Sơn Trang sao? Sao lại cứ cảm thấy nữ nhân này không muốn đi nhỉ? Nghĩa Hữu Đạo khẽ nói thầm trong lòng. Hắn nói: Không đến mức vứt bỏ, chỉ là đại quân xuất binh, binh lực phòng ngự của Nam Châu có hạn, mấy chục nghìn đại quân bên ngoài Sơn Trang phải được dùng vào việc cần, đều phải rời đi, chỉ lưu lại một ít người trong nhà. Các biện pháp phòng ngự của Sơn Trang không được chặt chẽ, ta lo lắng cho sự an toàn của mẫu tử phu nhân. Trang Hồng nói: Những người ở lại đều không sợ, vậy mẫu tử chúng ta vẫn nên ở lại đây thì hơn, ai lại tới gây khó dễ cho mẫu tử chúng ta, phải không? Lúc nói ra những lời này, Trang Hồng nhìn về phía Quách Hành Sơn như thể đang nói hắn ta. Bà cũng không thực sự muốn trở về bên cạnh Ngọc Thương. Ngọc Thương bên kia trông chừng mẫu tử bọn họ rất nghiêm, còn lâu mới được tự tại như bên này. Bà không biết rằng Ngọc Thương bất đắc dĩ mới phải làm vậy. Khác với Nghĩa Hữu Đạo có địa bàn của mình, ông ta tới nơi nào cũng là địa bàn của người khác, vì vậy rất có nhiều chuyện không nằm trong tầm kiểm soát. Hạ Lệnh Bái cũng gật đầu, không muốn rời đi. Hiện tại bên này cũng đã buông lòng, lúc gã muốn ra ngoài thì có thể thăm thú phong thổ dân tình, so với ở bên bá phụ phải buồn bực ở trong sân viện, chỉ có thể nhìn thấy bầu trời thì tốt hơn nhiều. Ở đây lại không có ai quản gã. Kể từ khi gã có trí nhớ, khoảng thời gian ở đây là quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời gã. Có thơ, có rượu ngon, có đồ ăn ngon, còn có tự do. Gã rất cảm tình với nơi này. Quách Hành Sơn nhíu mày, nhưng không tiện nói hai mẫu tử này cái gì. Nghi Hữu Đạo im lặng. Cũng chẳng phải là hắn lo cho sự an toàn của hai mẫu tử này, hắn chỉ muốn bọn họ rời khỏi Mao Lư Sơn Trang thôi. Đối với kẻ địch bên ngoài mà nói, Sơn Trang không có giá trị công kích, bọn họ không đến mức tấn công hai mẫu tử bọn họ. Ngọc Thương là vẫn có danh tiếng nhất định, dù là Hàn Tống hay là Triệu Quốc, cơ bản là sẽ không có ai tùy tiện đắc tội với bọn họ. Hắn lo là nếu không may xảy ra chuyện, lực lượng chủ yếu của Sơn Trang rời đi, vậy thì hai mẫu tử này sẽ trở thành gánh nặng của những người lưu lại Sơn Trang. Vì vậy hắn cũng đã đưa Thương Trục Thanh đi ra khỏi chỗ này. Hai mẫu tử này là khách quý, hắn không tiện cưỡng chế đuổi khách đi. Nếu bọn họ không muốn đi thì hắn cũng không tiện nói thêm điều gì. Sau khi rời khỏi sân viện, Nghĩa Hữu Đạo dặn dò Quách Hàn Sơn cũng đi ra cùng hắn. Ngươi hỏi ý sư phó của ngươi xem, nếu như muốn cho mẫu tử bọn họ trở về, bất cứ lúc nào cũng có thể phái người tới đón. Được. Quách Hành Sơn gật đầu. Vương gia, mời tiếp chỉ. Trong phủ thứ sử Nam Châu, Ca Miểu Thủy đích thân tới tuyên chỉ xong, hắn dâng chỉ dụ sắc phong bằng hai tay, phía sau là vài gã thái giám. Thần lĩnh chỉ. Thương Triều Tông tiến lên, hai tay tiếp thánh chỉ rồi lùi lại phía sau. Lúc này một lão già người Đại Thiện Sơn vẫn luôn theo sát bên người Thương Triều Tông tiến lùi, phòng bị khác thường. Thương Triều Tông mở thánh chỉ ra kiểm tra lại lần nữa, sau khi xác nhận không có gì sai lầm mới yên lòng. Xin nhờ Ca Công Công thay ta hồi bẩm bệ hạ, hôm nay đại quân còn đang chấn trình, ngày mai sẽ xuất phát. Ca Miểu Thủy gật đầu nói: Đương nhiên bản lệnh sẽ nhanh chóng bẩm báo ý của vương gia lên hoàng thượng. Tuy nhiên bệ hạ cũng đã hạ ý chỉ cho bản lệnh, lệnh cho bản lệnh hộ tống vương gia xuất trình, như vậy mới tiện cho việc phối hợp giữa triều đình và đại quân. Mọi người có mặt ở đây nghe là hiểu, ý là phái giám quân tới. Trước khi sự thực được sáng tỏ, triều đình Yến Quốc vẫn chưa công khai lệnh Nam Châu bình định với bên ngoài,
sợ phía Thương Triều Tông lại gây chuyện cười hết lần này tới lần khác. Tuy nhiên có biết bao người nhìn chằm chằm vào Nam Châu, mà binh mã lại đông đảo như vậy, nên động tĩnh không giấu được người có mưu đồ. Huống chi Nam Châu cũng không giấu giếm, và cũng biết là không giấu nổi. Triều đình Yến Quốc sắc phong thứ sử Nam Châu Thương Triều Tông làm Bình Định đại tướng quân, dẫn đầu đại quân Nam Châu xuất chinh Bình Định. Tin tức vừa mới truyền ra, thiên hạ chấn động. Trong một huyện nhà mà phản quân vừa mới chiếm đóng được chưa bao lâu, Ngô Công Lĩnh đang cùng một nữ tử khóc nức nở lăn lộn. Nàng ta là gái nhà lành xinh đẹp, bị lão ta nhìn trúng sau khi công phá thành. Bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng đập cửa gấp gáp. Đại nhân, đại nhân! Ngô Công Lĩnh ngẩng đầu gầm lên giận dữ. Cái gì? Không biết ta đang nghỉ ngơi sao? Bẩm đại nhân, có quân tình khẩn cấp, Yến Quốc sắc phong thứ sử Nam Châu Thương Triều Tông làm thống soái thảo phạt. Vẻ giận dữ biến mất trên khuôn mặt Ngô Công Lĩnh, sắc mặt lập tức thay đổi. Trong chớp mắt lão ta chẳng còn hứng thú, đẩy nữ tử đang khóc thút thít trên giường xuống, rồi vội vàng đứng dậy. Lão ta túm lấy áo ngoài rồi vội vàng khoác lên người, bước nhanh ra mở cửa. Vừa ra khỏi cửa, lão đã giật lấy cấp báo, để chân trần đi ra đi lại ở trong sân, đọc tình báo trên tay. Hai chân lão đầy lông. Đúng vào lúc này, một đoàn người từ bên ngoài tiến vào. Đó là 6 vị trưởng lão của 6 phái lớn ở Hàn Tống, và cả trưởng lão Đơn Đông Tinh, tạm thời thay chức trưởng môn Đồng Tiên Các. Hiển nhiên là bọn họ đều đã nghe tin mà tới. Huệ Thanh Bình nghe thấy tiếng khóc của nữ tử trong phòng, lại nhìn Ngô Công Lĩnh chỉ mặc chiếc áo đơn đi chân trần, cũng là hiểu đại khái đã xảy ra chuyện gì. Bà không khỏi nhíu mày. Chẳng phải nói Nam Châu muốn khởi binh phản Yến sao? Tại sao lại biến thành khởi binh thảo phạt quân ta? Hai tay Ngô Công Lĩnh vỗ lên mặt thư, nhìn chằm chằm hai người Toàn, Huệ, lạnh lùng hỏi chuyện. Trước đó lão ta còn cười nhạo vị đại đô đốc Tống Quốc này, nhưng mà lúc này sắc mặt của lão ta cực kỳ khó coi, dường như là rất sợ quân Nam Châu. Hai người Toàn, Huệ đã biết xảy ra chuyện gì. Sau khi nghe tin, hai người họ cũng cảm thấy đã bị Nghĩa Đạo đùa dẫn, muốn đi hỏi tội nhưng lại không dám. Trước đó bọn họ đã nhận được tin từ Nghĩa Đạo, hắn đã cảnh cáo rằng ba phái lớn của Yến Quốc đã bố trí cạm bẫy ở Mao Lư Sơn Trang chờ bọn họ, vì vậy bọn họ nào dám tới nữa chứ. Toàn Thái Phong hò khà nói, năm vùng chư hầu còn không làm gì được đại tướng quân thì một vùng có thể làm gì được chứ? Ngô Công Lĩnh chẳng thèm suy nghĩ đã thốt ra, ông biết cái gì? Chưa từng nghe anh Dương Vũ Liệt vậy sao? Các người không biết sự lợi hại của quân đội này, nhưng mà ta đã nhiều lần tận mắt chứng kiến rồi. Bọn họ rong ruổi tung hoành trên sa trường không ai cản được, tấn công kẻ địch dễ như trở bàn tay. Bây giờ đội quân hùng mạnh nhất thiên hạ này đang nằm trong tay Nam Châu, cả Mông Sơn mình nữa. Ông nghĩ rằng lão già đáng chết kia là đồ trang trí hay sao? Năm ấy Ninh Vương có thể uy trấn thiên hạ, không thể bỏ qua công lao của người này. Lão già chết tiệt này không giống mấy người ngu ngốc các ông đâu. Nói thật là lão ta không sợ những người khác. Năm ấy lúc còn đang dưới quyền Ninh Vương, lão ta đã cảm thấy những người khác chưa chắc đã giống mình, mà hết lần này tới lần khác lão ta cứ xui xẻo bị Mông Sơn Minh nghe được lời không nên nghe, sau đó mới rơi vào cái kết cục mà bản thân lão ta có liều mạng thế nào cũng không thoát nổi. Lão ta vẫn luôn bị Mông Sơn Minh chèn ép gắt gao, lâu dần cái tên này trở thành bóng ma tâm lý chôn sâu trong lòng lão. Thực ra trong tiềm thức lão vô cùng sợ Mông Sơn Minh. Nói trắng ra là lão ta sợ Mông Sơn Minh về mọi mặt. Và nghe nói chỉ là cần bên này nhanh chóng mở rộng, tạo thế phản công cho Nam Châu tạo phản, vì sao lão ta lại dốc sức phối hợp không một chút do dự? Đó là bởi vì lão ta sợ Mông Sơn Minh, sợ quân Nam Châu, sợ phải đối đầu với quân Nam Châu, hy vọng có thể khiến cho Nam Châu tạo phản. Ai ngờ sợ chuyện gì thì lại gặp chuyện đó. Chuyện lão ta lo lắng nhất vẫn đã xảy ra, e là chỉ có 3 phần khả năng không chiến thôi. Thế nhân có câu, Yến Sơn Minh tề vô hận. Yến Sơn Minh nói về Mông Sơn Minh của Yến Quốc, y nói một khi ông ra tay là rừng sâu núi thẳm chỉ có một thanh âm duy nhất, xung quanh yên tĩnh, một mình dẫn đầu. Còn tề vô hận là nói về thượng tướng quân Hồ Diên Vô Hận của Tề Quốc, y nói Tề Quốc có người này sẽ không có chuyện gì phải hối hận. Mặc dù Mông Sơn Minh đã già, nhưng mà khi ông rời núi
uy phong vẫn còn đó, khiến cho lũ tiểu nhân phải khiếp sợ. Không chỉ có Ngô Công Lĩnh sợ, mà trước đây Chu Tù Hiền ở Nam Châu, Tiết Khiếu ở Định Châu, có ai mà không sợ Mông Sơn Minh chứ. Vừa giao chiến đã bó tay bó chân, sau khi giao chiến lại bị đánh đến nỗi không còn sức mà trông đỡ, chẳng khác gì một đứa trẻ 3 tuổi bị người ta ức hiếp. Kết quả ấy sao? Hoặc là bị ép đến mức phải tự sát, hoặc là bó tay hết cách, trơ mắt nhìn Mông Sơn Minh cưỡi ngựa nhận đất. Một câu "ông thì biết cái gì" đã làm cho toàn Thái Phong xa sầm sắc mặt, gằn giọng cảnh cáo nói: "Ngô Công Lĩnh, không muốn cắt phăng đầu lưỡi của ông thì ông ăn nói cho đàng hoàng một chút." Ngô Công Lĩnh giật thót, chợt tỉnh táo. Khi nãy lão ta đã nhất thời buồn bực nên quên mất là mình đang nói chuyện với ai. Lão vội vàng chắp tay nhận lỗi: "Khi nãy tâm trạng ta không tốt, nói lời không hay, xin toàn trường lão bớt giận." Dầm một tiếng, trong phòng truyền ra một tiếng vang nặng nề. Mọi người quay đầu nhìn lại. Ngô Công Lĩnh nhanh chân bước vào trong, chỉ thấy nữ tử vừa bị lão ta cưỡng bức đã đập đầu vào trong tường, óc văng tung tóe, ngã trong vũng máu rỉ ra trên mặt đất. Những người khác cũng đi vào bên trong, nhìn thấy cảnh này ai cũng nhíu mày. Ngô Công Lĩnh lại không quan tâm đến chuyện này. Núi thây biển máu lão ta đã thấy hết rồi, thấy chuyện như công thành chiếm đất cũng quen rồi. Vì vậy lão không có để tâm, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ bọc thân thể nữ tử đã bị làm nhục thê thảm kia lại, rồi khiêng ra ngoài. Ngô Công Lĩnh không mảy may thương hại người đẹp đã hương tiêu ngọc vẫn kia một chút nào. Bây giờ lão ta làm gì có tâm tư mà nghĩ tới chuyện đó chứ. Trở lại sân viện, lão xin ý kiến của hai người Toàn, Huệ. Thế nhân đều biết người đứng phía sau Nam Châu chính là Nghi Hiếu Đạo. Hai vị trưởng lão và Nghi Hiếu Đạo có tình kết nghĩa, sao lại không tới Mao Lư Sơn Trang một chuyến nữa, xem có thể dùng phần tình cảm này để thuyết phục hắn giải trừ hậu hoạn lần này không? Hai người Toàn, Huệ về mặt khó xử. Ngô Công Lĩnh không hiểu nổi. Trước kia hai vị trưởng lão thường tới Mao Lư Sơn Trang, bây giờ đã đến thời điểm quan trọng rồi, tại sao lại do dự vậy? Huệ Thanh Bình khó xử nói: "Đại tướng quân, không dối gạt ông, cách đây không lâu chúng ta đã nhận được thư cảnh báo của Nghi Hiếu Đạo. Đại ấy nói ba vai lớn của Yến Quốc đã bố trí mai phục ở Mao Lư Sơn Trang, đợi cho hai người chúng ta tự chui đầu vào lưới." Ngô Công Lĩnh buồn bực không nói gì. Tại sao lão ta lại quyết định phản lại Yến Quốc chứ? Thật ra là lão ta bị hai người Toàn, Huệ lừa. Nhờ sự giúp đỡ của Tử Kim Động, nhiều năm qua thực lực của Đồng Tiên Các đã đạt tới cảnh giới nhất định. Lợi ích từ vùng đất Một Châu đã khó có thể thỏa mãn nhu cầu của các đệ tử trong tông phái. Tuy nhiên trưởng môn Khúc Vân Không rất phục tùng Tử Kim Động, không dám bành trướng. Trưởng môn phu nhân là con gái của trưởng môn tiền nhiệm, bà cũng nhiều lần nhắc nhở mọi người rằng Đồng Tiên Các có được ngày hôm nay toàn bộ là nhờ vào sự giúp đỡ của Tử Kim Động, bà mọi người phải biết đủ. Lợi ích làm sao mà biết đủ được? Suy cho cùng nhu cầu của con người đều như vậy, mọi người đều chưa thỏa mãn chính là một vấn đề. Đã từ lâu đệ tử trong môn ai cũng oán thán, thầm trách vợ chồng trưởng môn không suy nghĩ cho tông môn, mà ngược lại cùi trò hướng ra ngoài, oán giận chất chứa đã lâu. Mà ở Thương Châu, giữa huynh đệ Ngô Thị cũng mơ hồ rơi vào tình trạng một núi không thể qua hai hồ. Đối với Ngô Công Sơn mà nói, ủng binh tự trọng là việc bắt buộc phải làm, cũng là để bảo vệ các huynh đệ, chứ không hề muốn ngấm ngầm chiếm đoạt lãnh thổ của Yến Quốc. Ghi chú: ủng binh tự trọng là nắm giữ quân đội, củng cố thế lực của mình. Hết ghi chú. Thế nhưng Ngô Công Lĩnh không nghĩ như vậy. Lão ta không cho rằng năng lực của mình yếu kém hơn ca ca, chẳng qua là năm ấy mình muốn luôn bị người ta áp chế, không thể ra mặt. Nếu không phải vậy thì bây giờ mình đã là chư hầu một phương. Lúc Thương Châu mới bắt đầu ủng binh tự trọng, cảm xúc của lão ta coi như vẫn ổn. Nhưng mà theo dòng thời gian qua đi càng lâu, lão ta mãi mãi chỉ có thể đứng dưới huynh trưởng, vậy nên trong lòng đã có phần bất mãn. Lão ta đã nhiều lần khuyên huynh trưởng muốn mở rộng địa bàn, tuy nhiên Ngô Công Sơn không đồng ý. Ủng binh tự trọng là một chuyện, nhưng mà đánh chiếm địa bàn của triều đình sẽ trở thành phản thần. Ngô Công Sơn
không muốn trở thành phản thần, cũng không muốn huynh đệ và thuộc hạ của mình lấy trứng chọi đá. Trước đây ủng binh tự trọng, chỉ vì bảo vệ mọi người mà thôi. Do đó Ngô Công Lĩnh hậm hực không thôi. Đủ loại mâu thuẫn ở Thương Châu đã trở thành sơ hở, bị người có lòng riêng để mắt đến lâu rồi. Lúc Hàn Tống tìm đến cửa, đột nhiên chúng tìm trưởng lão Đông Đơn Đông Tinh của Đồng Tiên Các. Đơn Đông Tinh không dễ nói chuyện, ông ta biết tình hình nội bộ Đồng Tiên Các, có thể đi bất cứ lúc nào. Nhưng mà ông ta cũng có điều lo lắng, quân địa phương không phản, dọa bảo Đồng Tiên Các bọn họ mà tạo phản Yến Quốc thì đúng là đang nói chuyện đùa. Vì vậy Hàn Tống lại tìm Ngô Công Lĩnh, nhưng mà Ngô Công Lĩnh cũng hơi do dự và sợ hãi. Nói trắng ra là lão ta sợ Nam Châu bên kia, hoặc là nói lão ta sợ Mông Sơn Minh, đặc biệt là tin tức Mông Sơn Minh chiếm Nam Châu, đánh Định Châu truyền tới. Đúng là gươm quý không cùn, khiến cho ông ta khá là kiêng dè. Nhưng sau khi lão ta đi theo hai người Toàn Huệ đến Nam Châu, tất cả đều thay đổi. Nghi Hiếu Đạo và hai người kia trở thành huynh đệ kết nghĩa. Bọn họ đã nói rằng thu xếp ổn thỏa với Nghi Hiếu Đạo rồi. Sau đó hai người lại lấy lý do là Nam Châu đánh chiếm ba quận của Định Châu, rồi hỏi ngược lại Ngô Công Lĩnh là Nam Châu sao có thể giúp triều đình bình định, triều đình muốn đưa Nghi Hiếu Đạo vào chỗ chết. Ngô Công Lĩnh bị lừa như vậy, lập tức không kiêng dè nữa. Kết quả là mâu thuẫn nội bộ Đồng Tiên Các bùng nổ. Vợ chồng trưởng môn Khúc Vân Không bị đại tử trong phái lật đổ. Không có Đồng Tiên Các bảo vệ, Ngô Công Sơn bị người ta hạ độc mà chết. Ngô Công Lĩnh không thể giết người bằng đao kiếm, vì sợ là dấu hiệu giết người quá rõ ràng. Đối với lão ta, làm việc như vậy chung quy chính là giết huynh trưởng của mình. Sau đó dưới sự trợ giúp của Đồng Tiên Các, Ngô Công Lĩnh thuận lợi tiến hành cuộc thanh trừng nội bộ cấp tốc. Đây cũng là nguyên nhân thực sự giải thích tại sao trước đây Thương Châu không tạo phản, mà lại tạo phản sau khi người hai người Toàn Huệ vừa trở lại từ Mao Lư Sơn Trang. Sau này vì trận quân lương, Nghi Hiếu Đạo dở công phu sư tử ngoạm đòi 10 triệu. Ngô Công Lĩnh trái lại còn khuyên người của sáu phái hãy thoải mái đáp ứng đưa tiền cho hắn. Tuy nhiên đâu có dễ gì lấy ra 10 triệu như vậy, cũng không có khả năng Nghi Hiếu Đạo đòi bao nhiêu thì cho bấy nhiêu. Hai người Toàn Huệ nói với Nghi Hiếu Đạo là hai phái bọn họ sẽ gom góp cho hắn 5 triệu. Nói cho dễ nghe vậy thôi, chứ thực ra 5 triệu đó là do cả sáu phái cùng góp chung. Cũng không phải là một nhà không chi ra được số tiền đó, mà đây là chuyện của sáu phái. Lăng Tiêu Các và Thiên Nữ Giáo sao có thể gánh một mình được, nhất định là mọi người phải cùng chia đều, mỗi nhà chưa tới 1 triệu. Sau đó nữa, Nghiếu Đạo yêu cầu phản quân Thương Châu đẩy mạnh thế tiến công. Ngô Công Lĩnh cũng dốc sức phối hợp, lão ta làm vậy cũng là vì nguyên nhân trên. Vậy mà lúc này lại có tin Nam Châu thảo phạt vào Bình Định, Ngô Công Lĩnh sao có thể không phiền muộn đấy. Trường Đạo Hướng Vô Quang của Vô Thượng cùng lên tiếng: ta thấy tên Nghi Hiếu Đạo kia cố tình lừa các người đấy. Lực lượng chủ yếu của ba phái lớn Yến Quốc đều được điều động tới biên cảnh làm vệ quân, trọng binh phòng thủ, lại còn phải bảo vệ hoàng cung Yến Quốc nữa. Vậy thì làm gì còn người mà có năng lực đến Mao Lư Sơn Trang bố trí mai phục chứ? Hai vị có thể yên tâm tới đó. Nói đùa cái gì vậy? Không phải ngươi mạo hiểm, đương nhiên ngươi có thể đứng ra nói chuyện không đau thắt lưng rồi. Toàn Thái Phong hừ lạnh, liếc mắt nói: hay là ông thay chúng ta đi một chuyến đi. Hướng Thiên Quang cười khà nói: ta lại không phải huynh đệ kết nghĩa của hắn, ông ta sao có thể chui đầu vào nguy hiểm được chứ? Nhỡ đâu thực sự có bẫy thì chết làm sao? Nhắc tới chuyện kết nghĩa, Toàn Thái Phong và Huệ Thanh Bình cũng vô cùng buồn bực. Để xúi dục Ngô Công Lĩnh phản Yến, hai người đã phải làm ầm lên, khiến cho mọi người đều biết. Có lẽ không bao lâu nữa, người khắp thiên hạ cũng biết tin Nam Châu thảo phạt vừa truyền ra. Hai người họ đã hối hận xanh ruột, có cảm giác lấy đá đập vào chân mình vậy. Yến Quốc sắc phong Thương Châu tôn là Bình Định đại tướng quân. Bên trong doanh trướng cạnh bờ sông, La Chiếu ngồi sau bản sách, nghe tin báo gã ta chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Văn Du trước mặt, vẫy mắt tràn đầy kinh ngạc. Văn Du chính là người vừa mới báo tin. Văn Du gật đầu, đưa tình báo trong tay cho gã. La Chiếu gấp gấp cầm lấy tình báo, đọc tỉ mỉ một lượt, hỏi: nhưng tin tức là do Nam Châu bên kia truyền ra,
còn Yến Đình vẫn chưa chiêu cáo thiên hạ. Tin này là thật sao? Văn Du nói, có lẽ không sai đâu. Thám tử bên Nam Châu đã phát hiện quân Nam Châu được điều động với quy mô lớn, cũng có tiền tướng sĩ từ biệt người nhà đều phải đi Bình Định và tiêu diệt phản quân Thương Châu. La Triều nói, Mông Sơn Minh tuổi cao sức yếu, ông ta sẽ theo quân xuất chinh hay là ở lại trấn thủ Nam Châu? Văn Du nói, có thanh bảo đao của Mông Sơn Minh ở đó, với thế cục trước mắt, nếu Nam Châu thực sự muốn xuất binh thì tất nhiên phải có nỗ lực hết mình, nên là ông ta sẽ theo quân xuất chinh. Cho dù Mông Sơn Minh ở lại trấn thủ Nam Châu, ông ta cũng sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ trước tình hình cuộc chiến, cũng không thể không trao đổi tin tức với Thương Châu Tông. Văn Du giỏi phân tích thế cục, tựa như lúc trước hắn ta đánh giá Mông Sơn Minh và Hôi Diên Vô Hận là có đạo lý riêng của mình. Đây cũng là nguyên nhân La Chiếu coi hắn là phụ tá tâm phúc của mình. Hắn ta có thể cho La Chiếu những ý kiến tham khảo có giá trị. Nghe những lời này, La Chiếu khẽ vút cằm tán thành. Gã ta xoay người đi tới trước tấm bản đồ, nhìn vào trận địa từ từ nói, Ngô Công Lĩnh giao chiến với Mông Sơn Minh, sợ là phiền toái. Không biết Ngô Công Lĩnh có thể chống đỡ được mấy trận đây. Dù Yến Đình có muốn cản trở Nam Châu thì cũng sẽ không ra tay vào lúc này. Văn Du nói, có một điểm có thể khẳng định, đó là năm vùng chư hầu không hề muốn phục tùng mệnh lệnh, đều muốn bảo tồn thực lực. Lúc này Yến Đình bỏ qua hiềm khích mà dùng Nam Châu để vì điểm này. Năm vùng chư hầu không phối hợp, bây giờ Ngô Công Lĩnh kêu gọi và tập hợp 2 triệu quân, chỉ dựa vào một vùng Nam Châu mà muốn tùy tiện giải quyết Ngô Công Lĩnh thì sợ là quá sức. La Chiếu lại không nghĩ vậy. Gã ta nhìn chăm chú bản đồ, lắc đầu nói, 2 triệu quân phần lớn là đám người ô hợp, cho dù quân của một vùng Nam Châu cũng chưa chắc có thể làm gì được thuộc hạ của Mông Sơn Minh. Quân của Ngô Công Lĩnh liên tục chiến đấu trong thời gian dài, tướng sĩ đã mệt nhọc, vậy mà chiến tuyến lại mở rộng quá nhanh, chưa hình thành trạng thái công thủ kết hợp, đó là một vấn đề vô cùng lớn. Lập tức liên hệ với Ngô Công Lĩnh bên kia, bảo lão ta thu hẹp chiến tuyến, tập trung thực lực, lấy thủ làm chính. Chỉ cần có thể ngăn chặn và kéo dài là đã thắng lợi. Phía Ngô Công Lĩnh nhiều quân như vậy, Yến Quốc không chống đỡ được bao lâu đâu. Văn Du hơi do dự. Đại đô đốc, lần trước chúng ta bảo Ngô Công Lĩnh thu binh, nhưng mà lại bị lão ta châm chọc. Lần này lão ta nghe sao? La Chiếu quay đầu nói, lão ta cũng được xem là một lão tướng, chả lẽ không cảm thấy nguy hiểm sao? Lão ta không nghe, ta cũng phải nhắc nhở, cùng lắm thì lại bị châm chọc một lần nữa mà thôi. Vâng. Văn Du nhận lệnh rời đi. Non sông tươi đẹp, trong liên doanh đại quân có lác đác vài con ngựa chiến đang ăn cỏ, uống nước ven hồ. Cảnh tượng hài hòa, an lành, trái ngược với tình hình chiến tranh cấp bách. Thứ sử Hạo Châu Tô Khải đang cùng với trưởng lão Tiêu Giao cùng Thi Thăng thong thả đi dạo ven hồ. Thi Thăng cũng mới đến đây thôi, ông ta đích thân đến trấn giữ nơi này. Ba phái lớn của Yến Quốc và 5 vị trưởng lão của 5 vùng chư hầu có liên quan đều đến đây trấn giữ. Lần trước liên tiếp thua trận, bây giờ Nam Châu lại xuất binh, đó là dư lực cuối cùng của Yến Quốc. Vì vậy ba phái lớn phải cẩn thận chống đỡ, thúc giục 5 vị trưởng lão đích thân tới đây. Sau một hồi trò chuyện khách sáo, Tô Khải Đồng nói, ta nghe tin triều đình đã phong Dung Bình quận vương là Bình Định đại tướng quân, truyền lệnh cho binh mã các vùng đi Bình Định. Tin tức này thật không? Thì thằng chắp tay dạo bước, vốt cảm nói, đúng là có chuyện này, ta đích thân tới đây là nói chuyện này đấy. Chuyện liên quan đến vận mệnh quốc gia, cũng liên quan tới tương lai của mọi người, lần này chúng ta phải phối hợp thật tốt đấy. Tô Khải Đồng tâm tình phức tạp. Năm ấy ông ta theo Ninh Vương, không ngờ hôm nay lại phải nghe lệnh của con trai Ninh Vương, nhất là lá thư mà Mông Sơn Minh gửi tới lúc trước, có lẽ trong lòng hơi kích động. Ông ta gằn giọng, kiên quyết đảm bảo. Thì trưởng lão yên tâm, tướng sĩ Hạo Châu nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Thì thằng đi chân trần trên thảm cỏ xanh, bước chân dừng lại, hừ một tiếng, nhíu mày,
quay đầu nhìn Tô Khải Đồng. Khải Đồng, ta nói là để ông phối hợp thật tốt, nhưng mà dường như ông không hiểu ý của ta. Trước đó quả thực Tô Khải Đồng không hiểu, nhưng mà ngược lại lúc này ông ta đã hiểu rồi. Ông ta ngập ngừng rồi. Ý của Thi Trường Lão là... Thi Thăng nói, nếu Thương Triều Tông lệnh cho binh mã Hạo Châu của ông đánh tiền phong, liệu ông có thực sự không để ý sống chết của các huynh đệ cấp dưới, để cho bọn họ đổ máu phía trước hay không? Ta đã nói với ông, cũng đã nói với bốn vị chư hầu khác, nếu Thương Triều Tông ra lệnh như vậy thì có nghe theo sao? Người khác không nghe, ông lại bán mạng sao? Ông đã từng nghĩ đến hay chưa? Các huynh đệ của ông rất nhiều người có nhà, có người thân, biết bao người thân của họ ngóng trông con trai, trượng phu, phu nhân và huynh đệ của mình sớm ngày trở về nhà bình an. Thân là chủ soái, ông phải chịu trách nhiệm với mọi người, không thể hành động theo cảm tình được. Lời này nói rất có lý, cũng thực là rào rạt tình cảm. Tô Khải Đồng xác nhận ý tứ của Thi Thăng, nhưng mà những lý do này không thể sáo rỗng như vậy được. Ông ta hơi chần chờ nói, Thi trưởng lão, Thương Triều Tông từ thời niên thiếu đã là theo phụ thân xuất trình, không phải là vật trang trí. Mông Sơn Minh càng là kiểu người quân lệnh như núi, có lệnh ắt phải làm theo. Từ trước đến giờ hắn luôn trị quân nghiêm khắc, dám cãi quân lệnh quán sẽ không có ngọn cỏ để ăn đâu. Trị quân nghiêm khắc sao? Thi Thăng cười ha hà, như thể đang nghe chuyện cười vậy. Hạo Châu là của hắn sao? Đến được hắn tới trị sao? Muốn trị thì trị quân quán thôi, chứ bình mã năm vùng chư hầu sao? Ông cứ chờ xem mà coi, xem ai sẽ nghe hắn. Tô Khải Đồng nhíu mày, vậy thế thì triều đình cần phải là cho hắn binh quyền, hiệu lệnh binh mã các vùng chư hầu. Thì thằng đưa tay vỗ nhẹ lên ngực Tô Khải Đồng, cười nói, Khải Đồng, lẽ nào ông thực sự nghĩ rằng triều đình sẵn lòng trao binh quyền cho hắn sao? Chuyện bất đắc dĩ thôi, Nam Châu muốn chiến, vì để cho hắn xuất binh nên đành phải trao binh quyền cho hắn thôi. Tô Khải Đồng bất ngờ nói, không trao đổi thống nhất với bà phái lớn, không xác nhận các vùng chư hầu sẽ phối hợp xuất binh hay không, đó chỉ là thủ đoạn sao? Thì thằng xua tay, cũng chẳng phải là thủ đoạn gì, việc không có lợi thì ai làm chứ? Muốn cái danh bình định đại tướng quân này thì phải giành được công đầu. Theo lời cung chủ, Thương Triều Tông muốn lấy lại chức vị thần vương đã mất của mình, đây chính là điều kiện Nam Châu bên kia. Cung chủ đã đồng ý, sau khi xong việc hắn sẽ bị triều đình tước chức vị thần vương. Mấy lời ta không ngại nói rõ, trước đây giữ lại thực lực là vì bị ép bức Nam Châu xuất binh. Khải Đồng, ta cũng là vì muốn tốt cho ông thôi, nếu không thì ông cứ liều mạng đi, cũng để cho binh mã của ông liều mạng cùng đi. Nếu không còn binh, vậy thì sau này binh quyền của ông cũng mất, không có binh mã trong tay, ông sẽ mất đi Hạo Châu. Đến lúc đó những tướng sĩ máu nhuộm sa trường đáng thương làm sao? Bọn họ phải trơ mắt nhìn kẻ khác chiếm lợi, chết không nhắm mắt. Có câu vô dục tắc cương, chúng ta không cần công lao, cũng không cần ban thưởng, huống chi triều đình cũng sẽ không thực sự ban thưởng cho chúng ta cái gì. Thương Kiến Hùng còn có thể thưởng cho ông thêm một địa bàn một châu nữa sao? Chúng ta chỉ cần đứng một bên cổ vũ là được. Nếu như Nam Châu muốn, vậy thì để Nam Châu đi xông pha chiến trường là được rồi. Chờ thế cục ổn định, năm vùng chư hầu lại cùng nhau thu dọn tàn cục, không uổng phí chuyện gì. Bảo vệ đại yến, cũng bảo vệ lợi ích của tất cả tướng sĩ Hạo Châu. Mọi người giành được thắng lợi, khải hoàn trở về, vui vẻ đoàn tụ với người nhà, như vậy có gì không tốt? Ông có hiểu ý ta không? Tô Khải Đồng muốn nói lại thôi, ta hiểu ý của Thi trưởng lão, nhưng mà... Thi Thăng lạnh lùng liếc mắt lườm ông ta. Nhưng cái gì? Tô Khải Đồng thờ dài nói, Mông Sơn Minh, Yến Sơn Minh, Tề Vô Hận không phải là hư danh. Ta đã từng dưới trướng của Mông Sơn Minh nhiều năm, chưa đến mức thấu hiểu ông ta, nhưng mà ông ta là hạng người thế nào thì ta lại rõ. Ông ta là một danh tướng, tuyệt đối không phải là hư danh. Ông ta không ra tay thì thôi, một khi ra tay ắt sẽ phong quyền tàn vân. Hư danh bình định đại tướng quân không giống với phong cách của ông ta. Ông ta thực sự muốn bình định thì sẽ không để ý đến chư danh gì đó. Vậy
ta cứ cảm thấy chuyện Nam Châu muốn quyền lệnh bình định đại tướng quân không đơn giản như vậy. Thì thằng không cho là đúng, cười khẩy nói: Yến Sơn Minh, Tề Vô Hận sao? Danh tiếng lừng lẫy thật đấy. Ngoại trừ cửu đại chí tôn ra, ai dám nói những lời ngông cuồng như vậy chứ? Không biết trời cao đất rộng, thật đúng là nực cười. Lời đồn linh tinh mà thôi, bọn trẻ con truyền tai nhau đó, sao có thể xem là thật được chứ? Khải Đồng, ông nghĩ nhiều rồi, cứ coi như là cơn gió thổi ngoài tai đi, chỉ cần làm tốt việc của mình, hiểu không? Tô Khải Đồng than thở trong lòng: Ngô Công Lĩnh là cái thá gì, làm gì có chuyện ông ta tình nguyện bỏ xuống cái danh bại tướng dưới tay trước Ngô Công Lĩnh. Nhưng hiện thực thực khiến cho người ta bất đắc dĩ, ông ta bất lực không biết làm sao, chỉ có thể nghe theo. Vâng, ta hiểu ý của thi trưởng lão. Có thi trưởng lão đích thân trấn thủ, nhất định sẽ không có sai lầm. Ngụ ý là ngươi ở đây đích thân trấn thủ thì có gì phải lo lắng đâu. Thi Thăng gật đầu, vỗ lên vai ông ta, vẻ mặt hài lòng, sau đó chắp tay liên tục đi về phía trước. Khải Đồng, đợi tới khi việc lớn đã thành, trở lại Hạo Châu, ông nạp thêm mấy phòng thiếp thất, sinh thêm vài đứa, sẽ có thể sinh được đứa bé nào thích hợp với việc tu hành hay không. Đến lúc đó ta sẽ ra mặt mời đứa nhà đó. Đến lúc đó ta sẽ ra mặt mời đứa bé đó tới Tiêu Giao Cung bộ sớm. Cảm ơn thi trưởng lão quan tâm. Mình xin nghỉ đây mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.